Mến chào quý khán thính giả gần xa, các bạn trẻ, các bạn gái đang tâm tình và lắng nghe trong chuyên mục Trạm Yêu. Tôi là anh Khoa, giờ đây là định dạng Radio Online. Nào hôm nay chúng ta cùng nhau nói về top 3 chòm sao dễ lên giường với người khác nhất. Chuyện lên giường với người khác trong thực tế sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Và nào hãy cùng xem top 3 cung hoàng đạo dễ lên giường với người khác là những ai nhé. Hạng nhất hả? Bạch Dương. Bạch Dương vốn bốc đồng kể cả trong công việc lẫn tình yêu. Thường chỉ cần gặp nhau một lần, hai lần cùng với một chút thiện chí thì từ cả hai bên không muốn dành cho nhau một đêm hoang ái mà không có sự ngại ngùng nào cả. Bạch Dương nữ thường hay khiêm tốn, cân nhắc, nhưng Bạch Dương nam thì hoàn toàn không thể đợi được. Hạng 2, Nhân Mã. Nhân Mã sinh ra để theo đuổi sự tự do, không muốn bị ràng buộc bởi những cảm xúc, nhưng họ cũng mong muốn những thú vui xác thịt. Thích hợp nhất cho họ là tình một đêm. Lên giường cùng người khác là chuyện dễ dàng, nhưng khi sự nhiệt tình suy yếu, họ cũng có thể là người đầu tiên để thoát ra khỏi giường vì họ không muốn chịu trách nhiệm cho bạn. Hạng 3, Sông Ngư. Tuy rằng cá luôn được đắm chìm trong sự ngọt ngào mà tình yêu mang lại thì nhu cầu tình dục của họ vẫn rất cao, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Một khi đối phương đã nhìn sông ngư dưới đôi mắt thèm muốn cùng với khung cảnh lãng mạn xung quanh, sông ngư sẽ hoàn toàn mất hết lý trí mà sẵn sàng lên giường cùng họ cho dù trong thâm tâm cá thật sự không muốn điều này xảy ra. Thế thì top 3 cung hoàng đạo khiến người khác yêu ngay cái nhìn đầu tiên là những ai? Trong 12 cung hoàng đạo, mỗi người đều có nét đẹp riêng. Những cung hoàng đạo khiến người khác yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên không chỉ mang nét đẹp về ngoại hình mà còn bộc lộ qua cử chỉ, lời nói và hành động. Phút giây đầu tiên sẽ để lại ấn tượng khó phai nhất và lưu lại những hình ảnh tuyệt vời nhất, dễ dàng gây xao xuyến trái tim của đối phương nhất. Cùng nhau để khám phá top 3 cung hoàng đạo dễ gây thân thiện cho người đối diện nhất nhé. Top 1 đó chính là cung Thiên Bình, hoa hậu thân thiện. Được sao Kim, dòng sao của tình yêu và cái đẹp chiếu mệnh, bất kể là Thiên Bình nam hay nữ cũng đều may mắn sở hữu phong thái thanh lịch, dịu dàng, đúng chuẩn hoa hậu. Hơn nữa, họ còn rất khéo ăn, khéo nói, biết cách làm hài lòng với người khác, tính tình dễ chịu, hòa đồng. Và gặp ai thì họ cũng luôn luôn nở nụ cười duyên dáng, thân thiện. Đây chính là đặc điểm giúp cho Thiên Bình gây được ấn tượng tốt và con đường tình duyên luôn rợp người qua lại. Ở top 2 đó chính là cung Sông Ngư, tính cách đáng yêu, trong sáng. Ngây thơ nhu mì là những gì mà mọi người thường ấn tượng về Sông Ngư lần gặp đầu tiên, cho dù là trai hay gái mới tiếp xúc. Các Sông Ngư thường mang đến cảm giác dễ chịu và thoải mái cho người bên cạnh nhờ tính cách điềm đạm và ngọt ngào của mình. Họ thường khá dễ tính và dễ bảo, biết cách lắng nghe và thấu hiểu cho người khác nên dễ khiến mọi người mở lòng chia sẻ những tâm sự thầm kín ngay từ những lần đầu tiên. Top 3 cũng chính là cung Nhân Mã, khả năng ăn nói bậc thầy. Nếu trao chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các cô nàng hay anh chàng Nhân Mã thì đảm bảo thế giới này sẽ không hề có chiến tranh. Bởi lẽ chòm sao này từ khi sinh ra đã được trời phú cho khả năng rót mật vào tai. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, họ sẽ luôn biết cách tiếp cận người khác và đưa ra những chủ đề thú vị để dẫn dắt cuộc trò chuyện. Nói chuyện với những người thuộc cung Nhân Mã, bạn sẽ chẳng bao giờ biết chán và thậm chí còn cảm thấy lâng lâng khi được đắm chìm và chìm mình trong những lời khen hay động viên khích lệ từ họ.